Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên báo Thanh Niên, sau khi ra đầu thú, Lý Đình Vũ 37 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh đối tượng liên quan thứ ba trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước tinh khiết sông Đà, khai được một người thiếu nữ tên Trang thuê đi đổ dầu thải. Tối 20 tháng 10, báo Tuổi Trẻ trực tuyến dẫn nguồn tin riêng cho hay, tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai có quen biết từ trước với một thiếu nữ tên Trang ở công ty gạch tại thị xóm Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đang nói có dầu cặn thải và thuê Vũ đi đổ hộ với giá là 7 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10, Vũ gọi Hoàng Văn Thám 33 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn, và Nguyễn Chân Đại 25 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, đến Phú Thọ lấy dầu cặn, rồi bắt tài về Hưng Yên gửi. Ngày 8 tháng 10, Vũ nói Đại và Thám chở dầu cặn lên Hòa Bình đổ. Đổ xong cả ba về Hưng Yên. Liên quan hành trình di chuyển của ba đối tượng Đại, Thám, Vũ, theo ghi nhận của báo Công an Nhân dân, trong ngày lên Phú Thọ lấy chất thải thì chỉ có Đại và Thám đi xe ô tô tải hộ kiểm soát 99-8783 đi từ tỉnh Bắc Ninh lên. Lấy xong chúng về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Cao Su Mươi, địa chỉ tại xóm Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe. Ngày 8 tháng 10, Đại và Thám bắt tài tải này tới Hòa Bình đổ chất thải, thế nhưng trên đường đi thì xe bỗng nên Đại gọi Lý Đình Vũ đến. Vũ sau đó bắt tài ô tô băng kiểm soát 89-13766 đến nơi xe bỗng. Bọn chúng mang xe tải đi sửa rồi chở chất thải đến khu vực vắng tanh người ở xóm Quyết Tiến, xóm Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xả trộm, rồi bỏ trốn. Video, hình ảnh hai chiếc xe đổ dầu thải do camera Bình Yên đánh dấu vào đêm 8 tháng 10. Nguồn, báo giao thông. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường. Một ngày sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Đại và Thám để đáp ứng công tác điều tra. Tiên Lý Đình Vũ bỏ trốn và sáng sủa 20 chi 10 ra đầu thú. Số dầu thải mà bọn chúng xả trộm chảy tràn xuống suối Trăm, vào đầu nguồn nước của nhà máy nước sông Đà. Từ ngày 10 tháng 10, nhiều khu vực của thành phố Hà Nội người dân phát hiện nước tinh khiết sông Đà có mùi lạ, có nơi ngửi thấy khét, rất khó chịu. Giới chức Hà Nội sau đó phải ra khuyến cáo người dân không dùng nước này để ăn uống, mà chỉ dùng tắm giặt, đồng thời đô thị tiến hành cung ứng nước tinh khiết không tính tiền cho người dân. Tình trạng thiếu nước tinh khiết trong nhiều ngày đã khiến cuộc sống của người dân ở Hà Nội đảo lộn. Ngoài ra, người dân lo quản hồn sức khỏe bị ảnh hưởng khi dùng phải nước không đảm bảo trong nhiều ngày trước khi có khuyến cáo từ nhà chức trách. Tổng hợp,